Trong những năm gần đây, Hải quân Việt Nam được biên chế nhiều tàu tên lửa tấn công nhanh với uy lực lớn. Trong đó, tàu tên lửa 12418 được đánh giá là hiện đại trong quân chủng hải quân hiện nay. Là trang bị mới, hiện đại, tàu 12418 đòi hỏi bộ đội phải có trình độ khai thác thành thục và mất nhiều thời gian để làm chủ. Tuy nhiên, để làm chủ được thì bộ đội cần được huấn luyện, thao tác nhiều trên các thiết bị máy móc thực. Điều này đồng nghĩa với việc làm giảm tuổi thọ, giảm hệ số sẵn sàng chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu của vũ khí trang bị. Chăn trở với điều này, đội ngũ chuyên môn kỹ thuật trẻ của vùng 2 hải quân đã mày mò nghiên cứu, đề xuất thành lập nên trung tâm mô phỏng huấn luyện kíp tàu 12418, một sáng kiến mang tính bước ngoặt đối với công tác huấn luyện cho bộ đội làm chủ tàu 12418. Công tác ở Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân và là một trong những người đầu tiên được tiếp nhận lớp tàu 12418. Thiếu tá Nguyễn Danh An, trợ lý phòng kỹ thuật vùng 2 Hải quân, luôn thường trực suy nghĩ, làm thế nào để trong thời gian ngắn nhất có thể làm chủ được những con tàu chiến này. Cuối cùng, anh cùng đồng đội đã mạnh dạn báo cáo với Bộ Tư lệnh vùng 2, báo cáo Tư lệnh Quân chủng Hải quân, xin phép được thiết kế chế tạo trung tâm mô phỏng kíp tàu 12418. Trung tâm này mô phỏng theo các trang thiết bị dưới tàu theo tỷ lệ 1:1 và có thể dùng để huấn luyện tất cả các ngành trên tàu như ngành hàng hải, ngành súng pháo tên lửa, ngành thông tin radar, ngành cơ điện. Toàn bộ từ về thiết kế cơ khí, cả cái bản vẽ thiết kế mạch cũng như đến phần mềm, quan trọng nhất là cái hệ thống phần mềm cũng do chính những kỹ sư và những người con người ở tại Bộ Tư lệnh vùng 2 này xây dựng nên. Thì chính vì vậy cho nên là khi mà nếu sau này quá trình phát triển cần phải nâng cấp, cần phải thay đổi hoặc là cần phải chạy lại chương trình thì chúng tôi hoàn toàn có thể làm chủ được, bởi vì cái đấy là do chúng tôi chế tạo ra. Cái thứ hai là cái tôi thấy nó có cái lợi thế hơn, đó là các vật tư được sử dụng hiện nay là nó phổ biến trên thị trường ở trong nước ta, cho nên cái việc thay thế thì chúng tôi đã sản xuất theo cái kiểu module, cho nên chúng ta chỉ cần tháo ra thay cái cạc mới hoặc là module mới vào thì là nó có thể sử dụng được ngay. Những bước đi đầu thật sự rất khó khăn. Khối lượng kiến thức trên một con tàu là vô cùng rộng lớn, liên quan giữa nhiều chuyên ngành với nhau. Bản thân thiếu tá Nguyễn Danh An xuất phát từ chuyên ngành vũ khí. Anh chỉ có thể nắm được phần tổng quan, rồi tập hợp đồng đội từ các chuyên ngành khác lại để nghiên cứu, phân tích sâu hơn. Khi triển khai thực hiện, cả nhóm cùng dựa trên nguyên lý chung về hoạt động của tất cả các trang bị trên tàu để xây dựng nên các mô phỏng hoạt động đúng tỷ lệ 1:1. Trên góc độ cơ quan kỹ thuật của Bộ Tư lệnh vùng ấy là cái cơ quan chủ trì và trực tiếp chỉ đạo cái nội dung này, thì có đồng chí là chúng tôi cũng đã lựa chọn những đồng chí là thứ nhất là có tinh thần trách nhiệm đấy, và có tâm huyết về cái nội dung mà nâng cao cái chất lượng huấn luyện đấy, và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật của đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu cũng như là chiến đấu của đơn vị. Thì các đồng chí này là cơ bản tất cả các đồng chí tham gia ấy, là có cả một số đồng chí là của cơ quan kỹ thuật, một số đồng chí của đơn vị trực tiếp sử dụng và quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật và một số các cái đối tác bên ngoài. Thế thì các đồng chí là có tinh thần trách nhiệm rất là tốt và tâm huyết và rất là có cái kiến thức nền tảng khoa học rất là tốt. Mặc dù trong quá trình triển khai thực hiện, nhóm nghiên cứu nhận được nhiều sự quan tâm của cơ quan lãnh đạo cấp trên, nhưng chính bản thân mỗi đồng chí đều phải tự nỗ lực khắc phục khó khăn cá nhân để theo đuổi ước mơ chung của cả nhóm. Quân số nằm rải rác trên một địa bàn rộng lớn, đồng thời cùng lúc phải thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Các thành viên trong nhóm quyết tâm phát huy nội lực, làm thêm vào các ngày nghỉ, giờ nghỉ, làm buổi tối. Nội dung công việc được chia nhỏ theo chuyên ngành của từng đồng chí để phát huy hiệu quả tối đa của công việc và phù hợp với điều kiện của từng người. Sau đó, mọi người sẽ tập hợp phần sản phẩm của mình lên trung tâm mô phỏng để tổng giáp, hiệu chỉnh và thử nghiệm. Khó nhất ở trong cái kỹ thuật mà xây dựng cái trung tâm mô phỏng này đó chính là cái lập trình 3D. Con tàu nó hoạt động thì nó phải gắn với cái thời gian thực và trên cái phạm vi rất là rộng. Đấy, chính vì thế cho nên lập trình 3D mà trên cái phạm vi không gian và thời gian rộng như thế thì nó là một cái vấn đề rất khó khăn. Mà hiện nay nó cũng nói chung là mới. Và chúng tôi cũng lúc đầu mà đi vào nghiên cứu là cũng rất là đau đầu trong cái tìm cái phương án mà làm sao mà để mô phỏng được như vậy. Sau đó thì chúng tôi cũng đã tìm ra được cái cũng đã ứng dụng cái phần mềm Vega Fly của Canada, họ chuyên dùng cho các cái mô phỏng các cái hoạt động quân sự để ứng dụng vào mô phỏng cái
thì hoạt động trên của tàu thuyền khi mà huấn luyện trên biển. Trung tâm mô phỏng huấn luyện kíp tàu 12418 bao gồm trung tâm điều khiển cùng các hệ thống và tổ hợp khác. Từ hệ thống máy chủ, giáo viên sẽ đưa ra các thông số mô phỏng về nhiệt độ môi trường, thời tiết, mưa nắng, ngày đêm, cấp sóng, độ rung lắc và các tham số về tổng ta, tàu mục tiêu, rồi tùy thuộc vào ý định huấn luyện mà đặt ra các tình huống trên biển như phát hiện, bám bắt mục tiêu hoặc tạo ra các hỏng hóc, các chướng ngại trong quá trình tàu hoạt động trên biển để huấn luyện cho bộ đội các phản xạ cũng như cách xử lý tình huống. Từ khi có trung tâm mô phỏng thì trình độ thao tác vũ khí trang bị kỹ thuật của cán bộ chiến sĩ của đơn vị được nâng lên rõ rệt. Sự hiệp đồng của các ngành, các vị trí trong đơn vị, trong tàu cũng được nâng lên. Có trung tâm mô phỏng thì cái thời gian huấn luyện thực tế cho cán bộ chiến sĩ trên tàu nó giảm đi và nó đã tăng cái tuổi thọ của vũ khí trang bị kỹ thuật ở trên tàu. Qua quá trình huấn luyện trên trung tâm mô phỏng thì tôi đánh giá là đó là một cái nội dung hết sức thiết thực đối với công tác huấn luyện tại đơn vị. Đến nay, mơ ước về trung tâm mô phỏng huấn luyện kíp tàu tên lửa 12418 của nhóm nghiên cứu Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã thành hiện thực. Trung tâm mô phỏng được thiết kế phù hợp, thuận lợi trong huấn luyện, khai thác sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật của bộ đội. Bước đầu, trung tâm đã được các cấp thử nghiệm, nghiệm thu và có quyết định đưa vào phục vụ huấn luyện, giúp nâng cao trình độ của kíp tàu, giảm bớt sự xuống cấp của vũ khí trang bị thật. Đồng thời, việc hiện thực hóa trung tâm mô phỏng này còn góp phần đẩy mạnh, động viên, khuyến khích phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học ứng dụng vào trong huấn luyện cũng như đảm bảo kỹ thuật của đơn vị. Riêng đối với quân chủng thì đây là một cái công trình mà nó cũng khẳng định được cái năng lực của đội ngũ cán bộ kỹ thuật của quân chủng Hải quân. Và sau khi chúng tôi triển khai cái trung tâm mô phỏng này thì nó có thể là ứng dụng cho các cái đơn vị tên lửa chung trong toàn quân chủng. Ngoài ra thì trên cơ sở cái nền tảng kỹ thuật này thì chúng ta có thể áp dụng mô phỏng cho các loại vũ khí trang bị khác. Nó sẽ giúp cho cái cán bộ chiến sĩ trong toàn quân chủng về cái sáng tạo trong huấn luyện cũng như là tiết kiệm được nhiều cái kinh phí để bảo đảm cho công tác kỹ thuật cũng như là huấn luyện. Sự thành công của trung tâm mô phỏng huấn luyện kíp tàu 12418 ở Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tạo ra cơ sở nền tảng kỹ thuật để nhóm nghiên cứu tiếp tục theo đuổi ước mơ mô phỏng các loại tàu hiện đại khác trong quân chủng Hải quân, tiến tới trang bị cho trung tâm huấn luyện ở các vùng để nâng cao tối đa hiệu quả huấn luyện cho các kíp trực thủ. Đối với những người tham gia trong nhóm đề tài, thành công lần này cho họ trưởng thành hơn, đam mê nghiên cứu khoa học hơn. Chính hành trình theo đuổi và hiện thực hóa ước mơ của họ đã làm lan tỏa tinh thần tự học, tự nghiên cứu, đam mê nghiên cứu khoa học đối với đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trẻ trong toàn vùng 2 Hải quân nói riêng và trong quân chủng Hải quân nói chung.